Chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc xin được tái ngộ quý vị cũng với sự có mặt của nhà văn Yên Sơn đến từ Houston, Texas. Thưa nhà văn Yên Sơn, để mà hoàn tất một cái tác phẩm tuyển tập truyện ngắn là Mưa Nắng Bên Đời như thế này đó, thì là ông phải mất thời gian bao nhiêu lâu ạ? Vâng, thưa Thanh Trúc, xin kính chào quý vị. Cuốn sách này đã viết được nhiều năm, hơn 10 năm qua. Có để trên website mà bạn bè thì nói rằng chuyện chỗ này chỗ kia thì nó nhiều khi đọc người ta không theo dõi được, cho nên có một số anh em đông văn hữu đông thì giới thiệu cũng khuyến khích là nên góp lại để làm một cái tuyển tập. Thưa quý vị, Yên Sơn viết được, nếu mà tính ra thì cũng cái là tập đầu tiên, nó còn nhiều tập nữa, nhưng mà quý vị đừng có lo sợ, nếu quý vị đọc thấy vui, có cái sự khuyến khích thì Yên Sơn sẽ tiếp tục ra nữa, vẫn còn vài ba cuốn nữa về tập truyện. Còn thơ thì là vô số, Yên Sơn cũng đã viết gom vào đây, vào những cái tập truyện này. Nó có chia làm 3 phần. Một phần đầu là thời gian chinh tí chiến, thời gian thứ hai là thời gian mình qua những cái ngày đầu tiên, những ngày tị nạn mà ở cái đất nước này, mà đất nước không, mình chưa bao giờ, mình đã đặt chân tới lần trước một năm, hơn một năm qua, tuy nhiên trở lại nó hoàn toàn là một sự khác biệt đối với mình. Và phần thứ ba là khi đời sống của mình đã xong, thì tới các con cái của mình đã tiếp tục con đường của mình, đã đi vào quân ngũ, là cháu cũng đã đi qua tới đã chiến trường Iraq hết 18 tháng trong lúc mà sôi động nhất. Đó là mình cũng có nói về cái tình cảnh, tình cảm của gia đình, tình cảm cha con, mình nghĩ tới cha mẹ của mình trước. Thì đó là những cái, tất cả 24 truyện nó có đều có dính dáng với nhau, nó là những cái tập truyện ngắn, tuy nhiên và có 3 phần thì nó có liên với nhau, có nghĩa chuyện này nó liên với chuyện kia. Thì nếu quý vị, đọc thì quý vị sẽ thấy rằng nó có sự liên tục trong đó. Nó không phải là một tập truyện dài, nhưng mà có nhiều người nói đây là một tập truyện dài, từ chia làm 3 giai đoạn của cuộc đời, nó là như vậy. Dạ vâng, tức là nhà văn Yên Sơn đó, như quý vị đã nghe, là ông cũng có một người con và cũng đi theo con đường quân ngũ như bố của mình, nhưng mà là ở trên đất nước Hoa Kỳ này, yeah, phải không ạ? Và đã từng phục vụ tại chiến trường của Iraq. Thưa quý vị, có những người thanh niên Mỹ gốc Việt đã đi theo con đường của cha ông, tức là đi theo con đường quân ngũ. Điều đó là có phải là người con được ảnh hưởng ít nhiều từ người cha là đã từng là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa ông? Thưa chị, cháu thì cháu lớn lên trong đất nước này, được sinh ra và lớn lên thì cháu cũng ý thức rằng khi cháu lớn, cháu cũng muốn thay bố mình trả một phần ơn cho đất nước này. Thì khi cháu có ngỏ lời thì chúng tôi cũng rất là vui lòng, rất vui mừng, là mình cũng nghĩ là mình đã phục vụ cái đất nước mình, thì cháu nó cũng có quyền phục vụ cái đất nước này của nó. Mặc dù nó là con cái của nhà Việt Nam, mình được dạy dỗ có cái tinh thần Việt Nam, nhưng mà cái tinh thần trách nhiệm của cháu thì mình rất là hân hoan và đã khuyến khích cho con đã đi 10 năm trong quân ngũ. Thì trong đó gồm có những năm đi học, đi tập học và đi biệt phái các, để có đi đại hàng mà một thời gian, và cháu đã đi Iraq 18 tháng. Văn Thi Hữu ở đây mà tổ chức cho ông đó là một cái sinh hoạt mà chúng tôi thấy rằng là hiếm hoi nhưng mà đáng khuyến khích, và giống như người ta níu kéo lại một cái gì đó rất hay, rất đẹp mà có thể bị mất đi. Chứ không chắc là những cái hay có thể giữ lại được lâu, nhưng người ta vẫn cố gắng để níu kéo. Thì thưa nhà văn Yên Sơn, ông nghĩ như thế nào về cái nhận xét của Thanh Trúc là... Vâng, Thanh Trúc nói rất là đúng. Thời buổi này thì tất cả mọi thứ đều ở trên Internet. Quý vị muốn tìm cái gì trong Internet cũng có. Thì muốn sách hay không, Yên Sơn viết truyện là tự truyện, không chắc là hay được bằng nhiều người còn viết khác. Nhưng mà Yên Sơn nghĩ rằng đây là một cái sự chia sẻ riêng của mình, cũng thay cho nhiều chiến hữu chúng tôi nói lại những điều mà họ không có cơ hội mà nói. Thì đó là cái sự chia sẻ. Quý vị đến đối với Yên Sơn ngày mai tại Mason District, không có chắc chắn là quý vị tới vì sách, vì nhạc, tại vì nhạc có nhiều nhạc hay hơn, nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp, sách có nhiều người cầm viết rất là cao đẳng, rất là những người niên trưởng, những người đi trước rất là hay. Nhưng mà Yên Sơn nghĩ rằng, cũng tin tưởng rằng là mình cũng có làm góp một chút hương nào đó cho đời, giống như là cái cuốn CD này, góp chút hương cho đời.
cùng với cuốn tập truyện Mưa Nắng Bên Đời, thì đó là một phần đời của Yến Sơn và một phần đời của những người con trai thế hệ thời chiến tranh của thập niên 1950 trở đi. Luôn 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 là có một cái sự cố gắng hay là một cái nỗ lực để trở thành một người làm thơ được, viết văn và làm những bản nhạc đó, thì ông có nghĩ rằng mình là một tay ngang hay là mình đang đi theo một cái con đường đó, hay là có một cái gì đó mà nó thúc giục mình phải trở thành ra những cái danh xưng như thế? Vâng, những cái viết văn, làm thơ, làm nhạc thì tất cả nó đều là về cái vấn đề mà sinh hoạt hoặc về cái tâm hồn của mình. Mình viết để thỏa mãn những cái dần xé những cái niềm đau mình đã mang nặng 43 năm nay. Và khi viết đó thì Thanh Trúc nói là một người có thể, nếu họ viết hay, có thể họ viết một cuốn sách, có thể viết một bài, một tác phẩm mà xứng đáng, thì họ cũng sẽ trở thành nhà văn, nhà thơ. Nhưng mà Yến Sơn thì không nghĩ rằng cả đời mình đi theo những cái con đường đó. Mình không có muốn nghĩ là mình trở thành một cái nhà gì cả. Dạ, nhà thơ. Thưa quý vị, nhà thơ, nhà văn nhiều khi là cũng nói giống như nó, trong khi anh em nó chơi với nhau, có lẽ là và xuất bản và in sách nhiều quá, mình bán không được, bỏ đầy nhà thì nó trở thành một nhà, thì nhà thơ, nhà văn. Nhưng mà Yến Sơn thì không có mong rằng mình có mang những tước hiệu đó, mình không có cầu mong, nhưng mình làm tất cả những cái điều gì mình làm để mà phục vụ cho cái vấn đề văn hóa nghệ thuật, mà cái tâm lòng mình, cái nhu cầu tinh thần của mình đòi hỏi, thì Yến Sơn viết văn, làm thơ, viết nhạc cũng đều ở trong cái chiều hướng đó. Ví dụ Yến Sơn cũng đã nói rồi, tất cả Yến Sơn làm cũng đều là góp chút hương cho đời, là một bông hoa trong hàng ngàn, hàng trăm ngàn bông hoa khác trong cái xã hội, trong cái cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại. Mình chưa kể tới 90 triệu dân ở Việt Nam, mình chưa không dám nói tới bây giờ thì mình không biết chắc là họ tới đâu, nhưng mà mình biết chắc, Yến Sơn biết chắc, Yến Sơn cũng làm những công việc góp lại một phần, một chút hương, góp một bông hoa cho cái nền văn hóa nghệ thuật ở hải ngoại của chúng ta, và một phần cũng để giữ gìn một tiếng Việt trong sáng mà thôi. Xin cảm ơn nhà văn Yến Sơn rất là nhiều về những cái lời trình bày mà về gọi là văn chương ở đất nước mà Hoa Kỳ này, mà ông là một trong những người đang cố gắng để viết và làm thơ. Thanh Trúc xin cảm ơn thời giờ của nhà văn Yến Sơn. Thanh Trúc cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin mời nhà văn Yến Sơn gửi một lời chào trân trọng đến quý khán thính giả ở đây. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi Yến Sơn xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi cho buổi nói chuyện ngắn vừa qua với Thanh Trúc, và cảm ơn Thanh Trúc, cảm ơn ban giám đốc của đài SBTN. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Thanh Trúc, cũng như cảm ơn ban giám đốc đã cho cơ hội.